Sang bên này khoảng 6 mét hoặc là 8 mét, nhưng từ phía trước mà ra phía sau là 450 mét, không là cả phố bên kia. Toàn bộ những ngôi nhà xưa mình gặp, ngày xưa là gặp Bắc Tràng, đá này đá Thanh Hóa này, gỗ này gỗ lim, gỗ mít, gỗ kiền kiền, những loại gỗ mà chịu được mưa lũ ẩm hốc của mình đất mình. Và nhà hồi đó đặc biệt lắm, số 28 nhà không, nhà một tầng như thế này thì ta gọi là hello, you might take a bomb. Hello, you might take a bomb. Hello, you want to try the bar? Hello, you want to try the bar? Hello, Huh?
Đưa nhà cháu kia cắt. Việt Nam. Yeah. Do you know Japan in Hoi An? あ、日本人か。日本人です。日本語わかります。はい、ちょっと少し。よかったら中見て、私日本の大学生なんですけど、新しいの作ってるんですよ。職人さんに話しに行って。これ手作り。手作りです。すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。 Nghĩa sẽ mua một cái ủng hộ.